Vâng, hello, xin chào tất cả các bác. Bộ sản phẩm đang là xu thế của năm 2021. Hiện nay thì cơ sở em vừa hoàn thiện và kê ra, đó là hai bộ bàn ăn nguyên tấm gỗ cẩm vàng và bên phía đằng trước kia là bộ bàn ăn nguyên tấm gỗ hương đá. Đây, đầu tiên là chiếc bộ bàn ăn nguyên tấm gỗ cẩm vàng này cơ sở em làm thì là gồm có 10 ghế và một bàn. Bàn này cơ sở em làm là với chiều dài là kích thước là 2m4, chiều rộng là 95 phân. Và bề dày cơ sở em làm dày là 20 phân với quy cách là hàng đóng hộp. Mặt trên cơ sở em đóng dày là 3,5 phân và mặt dưới cũng là 3,5 phân và bên trong vô số khung xương, rất là chắc chắn và yên tâm khi sử dụng. Về phần chân thì cơ sở em làm là hai chân vuông với chiều cao là 55 phân. Tổng chiều cao từ chân lên tới mặt bàn là 75 phân. Các bác có thể nhìn thấy vân gỗ cẩm vàng thì các bác có thể nhìn thấy luôn là sản phẩm này nó rất đẹp và cơ sở em chọn vân nó kỹ càng như thế nào. 100% là vân tự nhiên các bác nhá. Rất đẹp. Đây. Đây là chiếc ghế này, chiếc ghế cẩm vàng. Đây là chiếc ghế ăn cơ sở em làm theo mẫu là mẫu xẻ quạt các bác nhá, mẫu xẻ quạt. Với chiều cao từ chân lên tới mặt ngồi là 45 phân, chiều sâu là 45 phân và chiều rộng là 40 phân. Cao từ chân lên tới đỉnh là 1m1. Gồm 10 ghế các bác nhá. Đây, đây là bộ sản phẩm là bàn ăn nguyên tấm gỗ cẩm vàng. Tiếp đến là bộ bàn ăn nguyên tấm cơ sở em làm là chất liệu là gỗ hương đá. Đây các bạn, gỗ hương đá. Thì gỗ hương đá này cơ sở em làm thì cái mẫu ghế này nó khác với mẫu ghế kia là mẫu ghế thọ các bác nhá, mẫu ghế thọ. Và đồng kích thước với bộ cẩm vàng trước em que thì là dài là 2m4, rộng là 95 phân và bề dày là 20 phân. Và cũng là hàng nguyên tấm và cơ sở em là hàng đóng hộp. Đó. Đây là chiếc bàn ăn này. À quên, xin lỗi, đây là chiếc ghế ăn này. Ghế ăn này có kích thước thì là sâu là 45 phân, chiều rộng là 40 phân và chiều cao từ chân lên đến mặt ngồi là 45 phân. Cao từ chân lên tới đỉnh là 1m1 và mẫu ghế là mẫu ghế thọ các bác nhá. Rất đẹp. Đó. Đây, bộ tổng quan bộ sản phẩm gỗ hương đá bàn ăn nguyên tấm gỗ hương đá gồm 10 ghế các bác nhá. Bộ sản phẩm này cơ sở em làm là bảo hành 15 năm mối một cong vênh. Và khu vực miền Bắc thì cơ sở em miễn phí vận chuyển trong vòng 50 cây. Và khu vực miền Nam các bác có thể hỗ trợ cho em thêm 1 triệu em sẽ vận chuyển đến tận nơi các bác nhá. Đó là tổng quan hai bộ sản phẩm mà cơ sở em hôm nay vừa hoàn thiện và bàn giao ra để review cho các bác cùng xem. Đây là bộ sản phẩm bàn ăn nguyên tấm gỗ hương đá.